Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền sau phiên giao dịch anh chị nhé. Thì đối với cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường của chúng ta vẫn giữ chỉ số tốt. Tuy nhiên, việc giữ chỉ số lại tiếp tục đến từ nhóm ngân hàng và một vài mã cổ phiếu trong nhóm khu công nghiệp. Giai đoạn này thì dòng tiền vẫn đang có sự phân hóa khá lớn giữa các nhóm ngành. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lại đang có cái sự dịch chuyển sang một vài mã cổ phiếu nhóm khu công nghiệp rồi. Vậy thì dòng tiền nó vẫn đang luôn luôn có những sự dịch chuyển trong các nhóm ngành với nhau anh chị nha. Mặc dù giai đoạn này nhóm banh nó đang vào sóng nên là nó vẫn đang hút tiền. Đấy. Nên là các nhóm ngành khác nó chưa có thể chạy được. Tuy nhiên chúng ta vẫn nắm giữ được những cái mã cổ phiếu đấy, bởi vì nó chưa về những cái vùng giá vi phạm và trend giá nó vẫn đang cho những cái xu hướng về ngắn hạn và thậm chí là trung và dài hạn vẫn đang khá tốt anh chị ha. Nên trong giai đoạn này thì em đánh giá là quý anh chị mình cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thêm. Còn nếu chúng ta lỡ bán mất hàng đấy thì có thể là qua Tết sẽ phải mua trở lại, đua mua trở lại. Nếu mà qua Tết dòng tiền đầu cơ, dòng tiền nó quay trở lại mạnh mẽ các nhóm cổ phiếu midcap thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cái cơ hội anh chị ha. Tuy nhiên trong cái video này thì em Huyền sẽ phân tích cho anh chị về một mã cổ phiếu trong nhóm ngân hàng nó còn điểm mua, đó là mã cổ phiếu STB. Thì đối với giai đoạn này chị thấy là dòng tiền nó vẫn đang chảy trong nhóm ngân hàng, nó chưa có những cái sự rút ra để mà vào những cái nhóm ngành cổ phiếu khác mạnh mẽ hơn, nên là chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được cái điểm mua cho nhóm ngân hàng vào cổ phiếu STB anh chị nhé. Thì đối với phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta xem sơ qua về thị trường một chút xíu, sau đó thì em Huyền sẽ phân tích trực tiếp vào mã cổ phiếu STB về điểm mua, điểm bán cho anh chị để mà anh chị có thêm có những cái cơ hội đầu tư và cái góc nhìn tham khảo. Ok, thì đối với ngày hôm nay thị trường chúng ta tiếp tục neo ở vùng giá 1175.69. Không có cái sự biến động quá nhiều ngày hôm nay, mặc dù đầu phiên sáng này thì anh chị thấy là vẫn có những cái nhịp kéo lên quanh 1180. Tuy nhiên ngắn hạn 1180, 1185 vẫn là một cái cản tâm lý nên là nó chưa vượt được trong đoạn này. Nhưng về cái biên độ giao dịch thì thị trường vẫn đang đi trong một cái biên độ khá tốt. Có thể thị trường sẽ bị điều chỉnh thêm về vùng giá 116, 1166 dưới này ha. Nhưng điều chỉnh thêm về đây sẽ lại là cơ hội cho chúng ta cover thêm hàng thôi anh chị nhé. Đối với giao dịch phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy là tiếp tục vào chạy vào banh như CTG, MB Bank đấy, rồi LB Bank vân vân, và một vài mã cổ phiếu nhóm trụ như là GVR, những cái mã cổ phiếu nhóm trụ như là GAS này, SAB này đó, rồi có các mã cổ phiếu khác như DCM, GVR. Tuy nhiên đối với cái mã cổ phiếu STB thì chúng ta thấy là về cái trend giá anh chị ha, về trend giá thì nó vẫn là một cái xu hướng tăng trong ngắn, trung và dài hạn. Đây, trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nó đều là xu hướng tăng cả. Tuy nhiên nó đang có những sự điều chỉnh tái tích lũy và hiện tại nó chưa xa vùng hỗ trợ nhiều như các mã cổ phiếu khác như CTG, BID. Thì anh chị thấy là cái mức độ tăng đã khá cao rồi, neo vùng giá khá cao và về hỗ trợ thì khá xa, nên là nếu chúng ta đua mua vào thì rủi ro nó rất là cao. Còn đối với mã cổ phiếu STB hiện tại thì chúng ta thấy là nó vẫn đang giao dịch quanh cái vùng hỗ trợ và đang có những tín hiệu retest thì sẽ cho anh chị những cái điểm mua anh chị nhé. Và đối với mã cổ phiếu STB này thì chúng ta có cái thông tin về cái lợi nhuận sau thuế của năm 2023 ước đạt lên đến 9.500 tỷ đồng. Đối với mã cổ phiếu này thì anh chị thấy là nó có cái khoản nợ xấu ha. Chúng ta lo ngại về cái khoản nợ xấu. Tuy nhiên công tác thu hồi và xử lý nợ đã được quyết liệt thực hiện và ước gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng đã được xử lý thành công rồi. Và nâng cái tổng mức thu hồi lũy kế lên gần 95.000 tỷ đồng. Thì đây sẽ là một cái tín hiệu khá tốt đối với mã cổ phiếu STB. Và đối với nhóm ngân hàng thì đặc biệt là anh chị thấy là khi mà chúng ta kỳ vọng về cái sự phục hồi kinh tế năm 2024, sự phục hồi của các doanh nghiệp, đúng không ạ? Khi các doanh nghiệp phục hồi tốt thì ngân hàng cũng sẽ là những cái doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi. Sẽ được hưởng lợi từ cái việc đó là cung cấp vốn cho các doanh nghiệp để mà các doanh nghiệp họ phục hồi kinh tế và phát triển nền kinh tế. Nên đối với mã cổ phiếu STB này hiện tại thì về cái lợi nhuận sau thuế năm 2023 vẫn đang tích cực và chúng ta thì kỳ vọng vào cái năm 2024 anh chị nha.
Khi mà có cái sự phục hồi kinh tế thì mã cổ phiếu này nó cũng sẽ có những cái khoản lợi nhuận tốt hơn vào năm 2024 nữa. Và đặc biệt về đồ thị, về phân tích kỹ thuật theo chỉ báo của Ichimoku ấy, thì mã cổ phiếu này nó vẫn đang quanh vùng hỗ trợ. Nó đang có những cái nhịp retest này và vẫn đang quanh vùng hỗ trợ khá gần. Nó không xa, nó không neo cao quá cao như những cái mã cổ phiếu khác, và về dư địa tăng trong ngắn hạn nó vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như anh chị nhìn lên chart đồ thị trong khung daily đúng không ạ? Thì mã cổ phiếu này nó đang quanh vùng giá 30, 30.35 đúng không ạ? Còn về đỉnh cũ trong ngắn hạn là nó có thể kéo lên trở lại vùng giá 33, thậm chí là 30, 34 trên này. Đấy. Thì đối với mã cổ phiếu STB, vùng giá mà chúng ta có thể mua, có thể chú ý là vùng giá nào? Đầu tiên là quanh vùng giá 30.2 anh chị nha, quanh vùng giá 30.2 và kéo xuống cái vùng hỗ trợ giao găm ha, kéo xuống vùng hỗ trợ giao găm 29.8 sẽ cho anh chị điểm mua đối với mã cổ phiếu này. Ở vùng giá hiện tại anh chị vẫn có thể bắt test và nó rũ nhẹ về loanh quanh vùng giá 30.3, 30.2, thậm chí là vùng hỗ trợ giao găm cứng trong khung daily quanh vùng giá 29.8 sẽ cho anh chị cái điểm mua trong ngắn hạn. Đấy. Và về target thì ngắn hạn nó có thể lên được vùng giá 32 trước mắt. Đó là ngắn hạn. Xa hơn nó có thể về lại vùng đỉnh cũ 33, 34. Phiếu này thì nó đang cho cái tín hiệu anh chị nha, đang cho cái tín hiệu mà anh chị có thể chú ý để tham gia được. Còn đối với những cái mã cổ phiếu nó đã tăng nóng như là các mã cổ phiếu như BID thì anh chị thấy là nhìn lên chart đồ thị thì nếu chúng ta mua vào đây thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro rất cao. Khi mà vùng giá hỗ trợ ở tận vùng giá 42.443 mà bây giờ giá cổ phiếu đang là 48.7. Vậy nếu nó rũ anh chị ha, nếu nó rũ thì mình sẽ bị lỗ ha, bị lỗ và rủi ro rất là nhiều. Nên là giai đoạn này đối với những cái mã cổ phiếu neo cao em mình không có tư vấn cho anh chị. Tuy nhiên, đối với STB thì nó vẫn đang còn điểm mua, anh chị mình có thể lưu ý anh chị nhé. Còn đối với những cái mã cổ phiếu khác trong những cái nhóm ngành khác như là chứng khoán, bất động sản, đầu tư công hay là thép đi chăng nữa thì ngày hôm nay thép cũng đang có những cái sự điều chỉnh. Đối với những cái mã cổ phiếu nhóm thép như HSG vẫn đang về được cái vùng mà anh chị có thể chú ý và kỳ vọng đánh trung hạn. Bởi vì thép nó đang có cái trend giá đang cố gắng break out trong ngắn hạn và vượt được, nếu mà HSG anh chị ha, chỉ cần vượt được cái vùng giá 24 thôi thì nó rất thoáng, nó có thể lên đến những cái vùng giá 38, 40 ở trên này. Hay kể cả mã cổ phiếu đầu ngành HBG cũng vậy, cũng đã vượt hẳn được cái vùng 28 ha, nó đang về đến cái vùng giá 28 và đang tích lũy. Đấy, và có những cái phiên còn vượt hẳn vùng giá 28.06, vùng cản giao găm. Thì chỉ cần mã cổ phiếu này nó tích lũy lại này, vượt lại vùng 28.06, sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng về cái target trong trung và dài hạn nó có thể lên đến vùng giá 40, 40.x đến 44 luôn. Nên đối với nhóm thép anh chị mình vẫn có thể kỳ vọng, vẫn có thể tham gia ở những cái nhịp test này. Em đánh giá trong dạng này điều chỉnh vẫn là cơ hội để tham gia anh chị nhá. Còn nếu mà mình đang nắm giữ những mã cổ phiếu nhóm chứng như SSI, chị thấy là vẫn đang là một cái trend tích lũy trong ngắn hạn, nó vẫn đang tích lũy và siết von lại thôi, chứ nó chưa có những cái sự vi phạm thì chúng ta vẫn nắm giữ được anh chị nhá. Ok, thì trong cái video này em đem đến cho anh chị mã cổ phiếu STB. Nếu anh chị thích nhóm ngân hàng, thích vào cái sóng ngân hàng nó đang mạnh thì có thể tham gia vào, và chúng ta kỳ vọng vào cái sự phục hồi kinh tế năm 2024 thì cổ phiếu nhóm ngân hàng nó cũng sẽ được hưởng lợi theo. Ok, nếu anh chị mình chưa có người hỗ trợ đồng hành, liên hệ ngay với em, mở tài khoản hoặc chuyển ID về em anh chị nhé. Chỉ cần anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, gắn ID của em Huyền là BCUW, anh chị sẽ được vào những cái room tín hiệu VIP có tín hiệu rõ ràng cụ thể để tham gia, cũng như là sẽ được em cơ cấu lại tài khoản danh mục tư vấn 11 đồng hành cùng quý anh chị. Và nếu anh chị mình muốn tham khảo thêm, mình muốn tư vấn thêm, có thể chat với em theo số điện thoại trên màn hình, hoặc là mình có thể tham gia vào room mở, em để bên phần khung chat anh chị nhé. Đừng quên để lại cho em Huyền một nút like, một đăng ký kênh trước khi kết thúc video. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.